Thưa quý vị, sáng 1 tháng 8 năm 2022, vàng miếng SGC tăng 200.000 đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SGC mua vào với giá 66,3 triệu đồng một lượng, bán ra 67,3 triệu đồng một lượng. Exim Bank mua vào với giá 66 triệu đồng một lượng, bán ra 67 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, một số đơn vị kinh doanh khác lại giảm nhẹ giá vàng miếng SGC 50.000 đến 100.000 đồng mỗi lượng. Chẳng hạn công ty vàng bạc đá quý Mi Hồng mua vào 66,35 triệu đồng một lượng, bán ra 67 triệu đồng một lượng. Trên lệch giá mua và bán vàng của các đơn vị kinh doanh rút ngắn còn 650.000 đến 1 triệu đồng một lượng. Vàng miếng SJC cao hơn quốc tế 17 triệu đồng một lượng và nữ trang cao hơn còn khoảng 3 triệu đồng một lượng, thay vì 4 triệu đồng một lượng trước đó. Tại công ty SJC, vàng nhẫn 4 số 9 có giá 52,3 triệu đồng một lượng, bán ra 53,2 triệu đồng một lượng. Vàng nữ trang 4 số 9 có giá mua vào 52,2 triệu đồng một lượng, bán ra 52,8 triệu đồng một lượng cùng chất lượng vàng 4 số 9 nhưng vàng nữ trang thấp hơn vàng miếng 14 triệu đồng một lượng. Giá vàng thế giới sáng 1 tháng 8 giảm 3 đô la Mỹ một ounce xuống còn 1.763 đô la Mỹ một ounce. Dù vậy, kim loại quý này vẫn đang ghi nhận mức đi lên khi lạm phát diễn ra tràn lan và tiếp tục vượt khỏi tầm kiểm soát lên các mức cao hơn. Dựa trên số liệu CPI mới nhất của Mỹ, lạm phát đang ở mức cao nhất trong 41 năm, là 9,1%. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã 4 lần tăng lãi suất, nhưng chỉ số giá tiêu dùng PCE cốt lõi đã tăng 0,5%, chứng tỏ làm phát vẫn chưa thể kiểm soát, nhưng cũng đồng thời thu hẹp sự tăng trưởng kinh tế. Điều này giúp vàng tăng giá mạnh sau 3 tháng giảm. Niềm tin của người tiêu dùng tháng 7 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2021. Sự bi quan ngày càng tăng được cho là sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng hơn nữa, Chính sách tiền tệ của Fed đang bắt đầu khó khăn và theo các nhà phân tích thị trường, điều đó tốt cho vàng. Nhà phân tích tại Standard Chartered cho rằng trung bình giá vàng tăng 15% hàng năm trong suốt 7 cuộc suy thoái vừa qua. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh youtube Báo Thanh Niên chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất đăng ký kênh youtube báo thanh niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn